Chào mừng các bác đã quay trở lại với video trên kênh cửa hàng Kiên đồ cũ. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác một số các mẫu đồng hồ cổ từ Liên Xô này, Thụy Sĩ. Và mẫu đồng hồ đầu tiên em giới thiệu đến các bác ngày hôm nay chính là chiếc đồng hồ của hãng Bucktop, một thương hiệu anh em của hãng đồng hồ Footstock đấy ạ. Một chiếc đồng hồ được sản xuất cho lính thủy quân Liên Xô vào những năm 1960 các bác nhé. Và chiếc này thì các bác cũng có thể thấy ạ, đã có rất nhiều cái dấu vết phai mờ theo thời gian rồi. Một chiếc đồng hồ rất là cổ xưa. Viền của chiếc này đó là viền bọc thép, viền bọc thép toàn thân các bác. Đó, mặt đằng sau các bác có thể thấy cái logo của cái hãng Bucktop này rất là đẹp luôn này. Hình ảnh mặt trời đang mọc ở trên biển Đông đấy ạ, với cánh chim Hải Âu. Một cái logo rất là ý nghĩa luôn. Và cái logo mặt trước của chiếc này là hình ảnh hai chú cá heo đang bơi lượn ở trên bờ biển đấy ạ. Rất là đẹp, rất là ý nghĩa. Và các ô cột số học trò màu trắng nổi bật lên trên cái nền. Nền của chiếc này đó là nền màu màu kiểu cà phê đấy bác ạ. Mặt ngoài của chiếc này đó là mặt có thể xoay được này. Mặt ngoài có thể xoay được và đã có rất nhiều cái dấu vết của thời gian rồi. Với một cái thiết kế rất là đặc biệt luôn này. Núm của chiếc này thì nằm ở góc 2 giờ. Các bác xoay núm thì các bác phải xoáy cái này ra nhé. Em sẽ hướng dẫn các bác xoay núm với chiếc đồng hồ này. Đó. Xoay núm này ra và núm giật ra bên ngoài. Giật ra bên ngoài thì mới có thể xoay được các bác nhé. Đó. Rất là hay luôn. Kim đỏ nổi bật trên cái nền mặt đồng hồ. Bốn chân càng của chiếc này được thiết kế rất là đặc biệt, đúc liền với lại thân vỏ bên ngoài luôn. Em đo size chiếc này cho các bác xem nhé. Size 33,6, không tính núm. Một chiếc đồng hồ sưu tầm cho các bác chơi rất là hay này. Em đeo thử lên tay cho các bác xem nhé. Trông cực kỳ là chất luôn này. Và đây là bộ máy trong của chiếc đồng hồ Bucktop này các bác nhé. Chạy động cơ lên dây 17 chân kính. Hiện tại thì chiếc này đã được lau dầu và chạy ổn định. Và các bác chốt đơn cho em mã đồng hồ này nhé. Mã số HP28, giá 800.000. Mã HP28 giá 800.000 cho các bác. Các bác nào mà sưu tầm được em này thì rất là đặc biệt này. Rất là hay luôn. Tiếp đến là một chiếc Rodania đến từ Thụy Sĩ. Chiếc này thì với vỏ là vỏ lắc kê vàng 10K. Rất là đẹp luôn này. Các ô cột số theo kiểu dạng hình tia, ba kim. Núm của chiếc này còn đang trong tình trạng hoạt động rất là tốt các bác nhé. Viền mạ vàng bên ngoài còn khá là sáng này. Viền mạ vàng rất là tốt. Mặt đáy inox. Em đo size chiếc này cho các bác xem. Size 31. Chiếc này thì có size 31. Và dây của chiếc này cũng là dây mạ vàng này, dây kim loại. Đó, đeo lên tay cho các bác xem thử nhé. Trông rất là hay luôn này. Và đây là bộ máy trong của chiếc đồng hồ Rodania này các bác nhé.
Bộ máy cơ cổ Thụy Sĩ 17 chân kính 1560 này, trên đây có ghi một số cái thông tin của về cái bộ máy của chiếc này đó. Em vẽ ra đây cho các bác nhìn rõ hơn nhá, tại vì cái này nó có dây đấy, dây của nó không tháo ra được cho nên là nhìn nó hơi bị khó nhìn một chút. Và chiếc này thì chạy động cơ, đó là động cơ lên dây các bác nhé. Chạy động cơ lên dây. Rồi các bác chốt đơn cho em mẫu đồng hồ Rodania Thụy Sĩ, mạ vàng, bộ máy cơ lên dây 17 chân kính này. Chiếc này đang hiện tại đang bán bên em với mức giá là 1.900.000. Mã HB61, giá 1.900.000 các bác nhé. Rodania. Mẫu đồng hồ tiếp theo là một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ này, Benrus. Đó, chiếc này thì với các ô cột số học trò xen kẽ với lại các cọc số theo hình, kiểu hình lá lúa này. Kim thì bọc dạ quang, chiếc này thì có 3 kim các bác nhé. Rất là nổi bật trên cái nền trắng này. Các cọc số đều được mạ vàng. Viền của chiếc này cũng là viền mạ vàng. Mặt bên ngoài thì được đúc theo kiểu đó là các ô ly xếp xen kẽ với nhau. Rất là đẹp luôn này. Đó, các bác có thể nhìn thấy là cái mặt bên ngoài của em nó rất là đẹp. Núm zin có in logo hãng luôn các bác này. Đó, núm còn đang trong tình trạng hoạt động rất là tốt. Logo của em này rất là đẹp luôn. Mặt đáy nó là mặt đáy inox. Chiếc Benrus này thì được sản xuất vào những năm 1965. Một chiếc đồng hồ rất là cổ xưa rồi các bác ạ. Các bác sưu tầm em này thì rất là hay này. Đã trải qua rất là nhiều các thập kỷ rồi nhưng mà em ấy vẫn giữ được cái mạ vàng của em ấy còn rất là đẹp này. Viền mạ vàng rất đẹp luôn. Dây của chiếc này cũng là dây mạ vàng. Và bây giờ em sẽ đo size chiếc này cho các bác xem nhé. Size 34. Size 34 không tính núm các bác ạ. Mặt đáy của chiếc này đó là đáy ép cho nên là em không thể mở ra cho các bác xem cái bộ máy bên trong được. Vì nó không có dụng cụ đấy ạ. Các bác chốt đơn cho em mã đồng hồ Benrus này nhé. Mã của chiếc này đó là B9 giá 2.300.000 đồng. Một chiếc đồng hồ cổ rất là hay luôn cho các bác sưu tầm. Và mẫu cuối cùng em giới thiệu trong video ngày hôm nay đó là một chiếc đồng hồ Nevada. Đó, chiếc này thì cái thiết kế đây là mặt bát quái này, màu bên trong của chiếc đồng hồ này đó là màu xám tro, các cọc số hình vuông rất là nổi bật, 3 kim 1 lịch, ô lịch thì nằm ở góc phía 3 giờ này. Đây là logo của hãng Nevada, chữ N. Đó, mặt ngoài đó là mặt đó, mặt tròn này và có thể xoay được này. Mặt kính chặt 9 góc rất là đặc biệt. Đây các bác có thể nhìn thấy đây ạ. Mặt chặt 9 góc này. Viền và mặt đáy của chiếc này đó là mặt đáy inox. Đáy inox. Và đây là núm này. Núm của đa trong thì trạng hoạt động rất là tốt.
lịch thì cứ tự động quay hết một ngày thì lịch sẽ tự động nhảy sang ngày mới các bác nhé. Đó. Trước này thì chạy động cơ lên dây. Và đây này em đang lên dây cót cho chiếc đồng hồ này. Đó. Kim dây đã đang quay rồi. Size mặt của chiếc này thì là khá là lớn đấy các bác. Em đo size luôn cho các bác xem. Size ngang là size 38,5, size 39 rồi. Size dọc là size 43. Các bác có cổ tay to thì có thể đeo thoải mái luôn nhé. Và đây là bộ máy trong của chiếc đồng hồ Nevada này. Chạy động cơ lên dây 17 chân kính. Hiện tại thì chiếc này đã được lau dầu và chạy ổn định các bác. Và mẫu đồng hồ này hiện tại đang bán bên cửa hàng em với mức giá là 1.500.000 đồng. Mã số HP22, giá 1.500.000 đồng. Các bác mua hàng thì chốt đơn qua số điện thoại Zalo em đã ghi trên màn hình, đó là 0936 050 424. Bên em sẽ có nhân viên trả lời trực tiếp tư vấn cho các bác nhé. Và video của em hôm nay đến đây là kết thúc. Các bác đăng ký kênh, đừng quên kích vào biểu tượng quả chuông góc bên phải màn hình để nhận được thông báo mỗi khi bên em có video mới ra nhé. Chào tạm biệt tất cả các bác.